chào các bạn, mình là Tuấn Anh. Chúng ta lại quay trở lại với chương trình làm quen với phần mềm Lumion 11. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một hiệu ứng rất là đơn giản nhưng cũng hiệu quả rất là cao. Nó sẽ làm cho bề mặt vật liệu của chúng ta có cảm xúc hơn và cho nước ảnh của chúng ta được trong trẻo hơn. Đó chính là hiệu ứng tạo mưa tuyết cho phiên bản Lumion 11. Chúng ta sẽ vào phần Effect, Water, Butter Station để chọn hiệu ứng này. Hiệu ứng đầu tiên là Rain and Snow. Thông số tối đa để bối cảnh trở thành tuyết. Thông số tối thiểu để bối cảnh trở thành hiệu ứng mưa rơi. Với hiệu ứng mưa, bối cảnh của chúng ta sẽ trở nên trong trẻo hơn. Bề mặt chất liệu được tác động khiến bối cảnh trở nên chân thực hơn. Butter Station Phase. Thông số này thể hiện các giai đoạn của mưa và tuyết rơi. Nếu tôi chỉ để chỉ số bằng 0, hiệu ứng mưa chưa xuất hiện. Nếu tôi để thông số này bằng 0.5, đây là thời điểm có lượng mưa lớn nhất. Bạn sẽ thấy bề mặt xuất hiện nhiều vũng nước lớn hơn. Nếu tiếp tục tăng thông số này, lượng mưa sẽ giảm dần và sẽ giảm hẳn khi thông số ứng với chỉ số bằng 1. Bạn hãy cảm nhận hiệu ứng này khi tôi tăng thông số từ 0 cho tới 1 nhé. Thông số tiếp theo là Particle Quality. Thông số này ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng của hạt mưa. Thông số này càng tăng, số lượng hạt mưa trong không gian sẽ nhiều hơn và dày hơn. Hãy chọn một chỉ số phù hợp với cảm xúc mà bạn muốn mang lại cho người xem nhé. Particle Size giúp bạn kiểm soát phần kích thước của hạt mưa. Thông số càng tăng thì hạt mưa sẽ có kích thước càng lớn. Blotted by Plants and Trees. Chỉ số bằng 0 ứng với việc các hạt mưa xuyên qua lớp cây cối. Khi thông số này tăng lên, cây cối và đồ vật của bạn sẽ chặn các hạt mưa tốt hơn. Với chỉ số bằng 0.5, cây đã che và chặn được rất nhiều hạt mưa rồi. Bề mặt đất đã trở nên khô ráo hơn. Bạn hãy quan sát kỹ bề mặt đất. Blocking Distance xuất hiện một vùng che chắn cho công trình. Vùng này sẽ che chắn hiệu ứng mưa hoặc tuyết, không cho nó ảnh hưởng tới bối cảnh. Trước hết, ta sẽ đưa bối cảnh về tuyết để cảm nhận rõ hơn. Tuyết sẽ bao phủ toàn bộ cây cối, đường giao thông và công trình. Thông số bằng 0, bạn sẽ chưa thấy hiệu ứng xuất hiện. Khi thông số này tăng lên, vùng che chắn sẽ được mở rộng hơn. Càng tăng thông số này thì vùng che chắn sẽ càng lớn. Extra Fog Addition giúp bổ sung lượng sương mù. Khi tăng thông số này lên, lượng sương mù đã dày đặc hơn rất nhiều. Sương mù giúp bài của bạn có chiều sâu hơn. Tuy nhiên, bạn cần khéo léo chọn cho mình một chỉ số phù hợp. Nếu không, bài của bạn sẽ mất đi rất nhiều chi tiết đẹp. Block Bias kiểm soát hiệu ứng mưa rơi hoặc tuyết theo chiều thẳng đứng. Ví dụ, với bối cảnh tuyết rơi, khi bạn tăng chỉ số này lên, hiệu ứng mưa hoặc tuyết sẽ phủ sâu hơn. Hãy chú ý phần cây cối. Phần tuyết đã phủ dần từ ngọn cho tới gốc cây, phủ qua xe ô tô và tới bề mặt đường giao thông. Một trong những cải tiến nổi bật nhất của Lumion 11 đó chính là khả năng tạo vệt mưa. Điều này sẽ mang lại cảm xúc cho khách hàng tại những góc quay cận cảnh. Hiệu ứng này chỉ tác động lên những vật liệu Pure Glass mà thôi. Rain Shake giúp hiệu ứng vệt mưa xuất hiện. Size of Rain Shake giúp bạn điều chỉnh kích thước của vệt mưa. Rain Shake Offset giúp bạn điều chỉnh vị trí của vệt mưa. Hãy thử render và cảm nhận nhé bạn. Ngoài ra, khi bạn làm video với phần mềm Lumion, bạn có thể dễ dàng chọn trạng thái của thời tiết phụ thuộc theo thời gian chạy của video
nhờ tính năng Grace Keyframe. Ví dụ ở đây tôi chọn một cảnh quay với thời lượng là 10 giây. Tôi chọn thời gian của video tại giây số 1. Sau đó ta chọn Grace Keyframe và chọn trạng thái cho giai đoạn mưa, trạng thái của hạt mưa và trạng thái của sương mù. Lúc này bạn có thể để cả 3 chỉ thông số này rất nhỏ. Điều này sẽ làm hiệu ứng mưa chưa xuất hiện. Tương tự, tại giây số 3, chọn Grace Keyframe và tăng đều cả 3 chỉ số này lên nhé. Tại giây số 6, hãy chọn trạng thái đỉnh điểm của mưa. Tại giây số 8, hãy chọn trạng thái để mưa giảm dần. Tại giây số 10, hãy chọn trạng thái để mưa kết thúc. Hãy cùng quan sát lại kết quả nhé. Chúng ta vừa được xem một cảnh nhỏ về chiếc ô tô dưới môi trường mưa rơi. Vậy cách tạo vật liệu sẽ như thế nào? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu nhé. Bây giờ, hãy trở về bối cảnh khi mình vừa mới import chiếc ô tô này vào trong môi trường Lumion nhé. Đầu tiên, chúng ta cần tìm những khu vực chịu nhiều ảnh hưởng nhất của mưa rơi. Ở đây là phần kính và vỏ ô tô. Trước hết, hãy tạo vật liệu cho phần kính ô tô. Hiệu ứng vệt mưa chỉ xuất hiện trên bề mặt của vật liệu có vật liệu Pilcrust mà thôi. Nếu cần thiết, hãy tăng thêm phần phản xạ cho kính nhé. Thật dễ dàng đúng không bạn? Tiếp theo là phần vỏ của ô tô. Tương tự, hãy chọn vật liệu Pilcrust. Hãy thay đổi thông số Transparency để giảm đi sự trong suốt. Ở đây tôi chọn bằng 0 để vật liệu không có phần rỗng. Sau đó bạn hãy chọn màu sắc cho phù hợp, tăng phản xạ nếu bạn thấy cần thiết. Tương tự, chúng ta có thể làm vậy với phần đèn của ô tô. Tuy nhiên, nếu bạn không muốn vệt mưa xuất hiện trên phần đèn, hãy chọn vật liệu standard thông thường và hiệu chỉnh thông số cho phù hợp. Chân thực hơn, tôi luôn cho thời tiết tác động vào bề mặt của chất liệu. Vật liệu hơi cũ sẽ làm cho bài của bạn có nhiều cảm xúc hơn.
Hãy cùng xem sản phẩm cuối cùng nào. Vừa rồi, mình đã trình bày những kỹ năng cần thiết để cho các bạn có thể làm chủ được hiệu ứng tạo mưa hoặc tuyết này. Hy vọng rằng với những cái chia sẻ của mình, các bạn sẽ làm việc tốt hơn. Nếu các bạn thấy clip này hay, có thể like, share và theo dõi kênh của mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.